Kế tiếp video này cửa hàng mở nội thất cho anh em xem. Con Ly đèn đầu 910V báo giá cho anh em là 2.500.000 đồng. Anh em nhìn kỹ mặt tiền một chút. Cần loa lao lớt được vào tín hiệu AB cộng B. Volume đánh tiếng khỏe, tôi đang phối ghép loa bass 30. Anh em có thể chơi từ những đôi loa nhỏ từ 20 30. Loa 30 thì mở cũng điểm đạm. Bãi zin tuyệt đối anh em nhé. Đây, nó bôi keo này. Mỗi hãng thì nó bôi một kiểu. Có hãng thì nó bôi rất mỏng, có hãng thì nó bôi đậm và nó bôi lung tung thôi. Đây, keo theo thời gian nó cũng khô khô. Đó, đại lên. Hai tụ lọc, 4 sò than. Sò than giống với những cái con, nói chung là nội thất con này nó khá giống con 390 Denon. 4 sò than sake. Thiết kế rõ ràng, bụi bặm chưa thổi nha. Tiếng căng tròn, vừa tiền, quan trọng là rất vừa tiền, mở lại tiếng sáng. Anh em cũng có thể nghe vào những đôi loa bow 301, 201, bass 20. Dòng này nó đánh loa châu Âu, loa Muxell hay lắm. 75W 100V. Đường vào tín hiệu anh em có thể cắm vào đường tuner, đường PB, PB video 1. Vỉ mạch sáng đẹp. Hàng bãi mà. Có bụi bụi là chưa thổi. Cũng chả cần thổi bởi vì thật ra là nó ít quá. Nếu tiện thì thổi không, không kệ. Anh đang vui cạnh một người, còn tối đêm dài lẻ loi vịt lên câu hát thiệt thò. Nay mỗi đứa một nơi anh. Và dàn đại dàn trung được hết, nghe trong không gian nhỏ, không gian kín, bởi vì con Derby này nó cũng khá gọn. Bề ngang là 43, bề cao tầm 10, bề sâu tầm gần 30. Nó khá gọn để anh em có thể cầm đi. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại giá tại cửa hàng em nhé. 2.500.000.